Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình hội nhập, ngành công thương đứng trước những cơ hội thuận lợi mới để phát triển, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Trước bối cảnh đó, nhờ có định hướng phát triển có trọng tâm, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, hoạt động khoa học công nghệ của ngành công thương đã và đang có những chuyển biến tích cực, phù hợp với tình hình mới. Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tập đoàn, tổng công ty. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp nhiều luận cứu khoa học trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực từng đơn vị và đóng góp tích cực trong công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Việt Nam. Nhờ có định hướng đúng đắn, nhiều đề tài nghiên cứu sản phẩm mới mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, nghiên cứu ứng dụng đóng góp hiệu quả vào sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2010-2014, các đơn vị trong Bộ Công Thương được các hội đồng giải thưởng về khoa học và công nghệ xét trao tặng 1 giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ, nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam Vifotech v.v. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc cũng đã đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, chú trọng nghiên cứu công thức, quy trình công nghệ sản xuất, ứng dụng các nguyên liệu công nghệ mới để làm chủ công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong tập đoàn dầu khí thì cái vai trò khoa học công nghệ được thể hiện rõ ở tất cả các cái mặt hoạt động, cả từ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, tàng trữ, vận chuyển, chế biến, phân phối, tiêu thụ thì và xa hơn nữa đấy là việc quản trị. Thì cái hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia thì cũng rất cần đến khoa học và công nghệ. Khoa học công nghệ là then chốt, và đặc biệt đối với ngành khai thác khoáng sản thì đây là một cái công việc rất nặng nhọc. Và áp dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất thì trước mắt là sẽ giảm được cái công lao động lặng nhọng của công nhân, tăng năng suất được lao động. Còn nếu riêng đối với tập đoàn chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là phải nâng cao cái chất lượng của quản lý khoa học của cán bộ khoa học. Tức là cán bộ khoa học công nghệ là phải có trình độ ngoại ngữ, có hiểu biết chuyên môn, có thực tế và biết tiếp xúc với môi trường bên ngoài, với Internet, với khoa học công nghệ thế giới để học những cái mới. Giai đoạn 2015-2020, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công Thương chủ trì sẽ tập trung vào 9 đề án, gồm đề án phát triển ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, đề án phát triển nhiên liệu sinh học, đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp và khai khoáng tầm nhìn đến năm 2025, v.v. Trên cơ sở đó, nhiều đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng kế hoạch định hướng phát triển riêng cho mình. Trong 2015 đến 2020 thì chúng tôi vẫn thống nhất một điều là giao quyền tự chủ cho các đơn vị dưới viện nhiều hơn nữa. Lãnh đạo viện, hội đồng khoa học và đào tạo của viện làm nhiệm vụ định hướng cho các đơn vị là nghiên cứu cái gì, tổ chức sản xuất cái gì và dịch vụ khoa học thì làm như thế nào. Còn cụ thể thì thủ trưởng các đơn vị dưới viện và anh em bàn với nhau và tổ chức thực hiện. Để thực hiện phát triển khoa học theo đúng định hướng đã đề ra cũng như phù hợp với tình hình phát triển chung, Bộ Công Thương cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các bộ ngành, các đơn vị liên quan trong công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành luật khoa học công nghệ. Thông qua các dự án khoa học công nghệ thì cái khoa học công nghệ sẽ gắn chặt vào các cái đề án phát triển kinh tế xã hội của các tập đoàn, các ngành công ty. Điều đó cũng thể hiện được là cái hiệu quả đầu tư của khoa công nghệ nó sẽ góp phần trực tiếp và hỗ trợ cho các cái đề án rồi kế hoạch phát triển của các ngành kinh tế kỹ thuật của Bộ Công Thương. Có thể nói, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các cơ hội phát triển mới. Ứng dụng khoa học công nghệ sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Với những chính sách và định hướng đúng đắn phù hợp của Bộ Công Thương đối với hoạt động khoa học công nghệ sẽ góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.